sau thông tin người đẹp Ngọc Trinh bị bắt tạm giam do gây rối trật tự công cộng, câu nói kinh điển của cô em đẹp, em có quyền dường như đã hết hạn sử dụng. Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân tác giả, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố, bắt tạm giam người đẹp Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự. Trên mạng xã hội, phần lớn dòng trạng thái bình luận bày tỏ thái độ khi Ngọc Trinh ngã ngựa. Với tôi, đây là thời điểm thích hợp để khán giả xem xét lại sự tồn tại của cô gái này trong showbiz Việt. Ngọc Trinh tiến thân showbiz bằng loạt cuộc thi nhan sắc và tin đồn không hay cô khởi nghiệp với nghề người mẫu từ năm 2005 đến nay nhưng khó xác định vị trí, thành tựu trong nghề, cô cao 167 m cũng hoạt động người mẫu nhiều năm nhưng hầu hết trình diễn trong các chương trình do ông bầu vũ khắc tiệc tổ chức. Thỉnh thoảng, cô trình diễn tại vài chương trình thời trang của các nhà thiết kế bạn thân. Từ mắt người mẫu, cô lấn sân kinh doanh, làm youtube, xét góc độ truyền thông, Ngọc Trinh là một trong những người đẹp xây dựng thương hiệu cá nhân thành công nhất ban đầu tên cô nổi lên với yếu tố da trắng dần dà hình thành câu ví von quen thuộc trắng như ngọc trinh khi nhiều người đẹp khác bắt đầu lăn xê mốt da trắng ekip của ngọc trinh khi đó đạo diễn một buổi phỏng vấn để cô trả lời thẳng vào các vấn đề tin đồn nổi cộm câu yêu mà không có tiền thì cặp đất mà ăn à gây tranh cãi khiến người đẹp được cả nước biết đến dư luận càng tranh cãi cô càng nổi tiếng ngọc trinh không né tránh mà mạnh dạn xây dựng thương hiệu cá nhân gắn với yếu tố người miền tây thật thà không đụng hàng bất kỳ người đẹp nào trong giới giải trí thương hiệu cá nhân độc lạ giúp ngọc trinh duy trì danh tiếng suốt thời gian dài showbiz càng nhiều hình tượng sắc sảo, ngạo nghễ, ngang tàng như NH, kiểu hình tượng chân chất, ngây ngô như Ngọc Trinh càng được yêu mến. Đến độ tuổi nhất định, Ngọc Trinh và ekip tiếp tục xây dựng hình tượng mới, giàu có, thành đạt nhưng vẫn chân chất, thật thà, lúc này, cô nói gì cũng đính kèm nội dung khoe tài sản. Ngọc Trinh trên tất cả nền tảng, mạng xã hội gắn với cuộc sống xa hoa, giàu có, ở nhà to, đi xe sang, hàng hiệu chất đóng và chỉ dùng dịch vụ cao cấp, song trong vô số clip đập hợp hàng hiệu, sống trong nhung lụa hay du lịch khắp thế giới, cô vẫn thỉnh thoảng để lộ phát ngôn ngờ nghệch trái với suy đoán của nhiều người trước đó, Ngọc Trinh mãi không hết thời. Vẫn được quan tâm trên Internet và săn đón tại sự kiện. Bí quyết của người đẹp này là tạo ra hàng loạt scandal quy mô vừa và nhỏ như khoe thân, phát ngôn sốc, quay clip hài phản cảm, chia sẻ nội dung nhạy cảm không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng đủ giữ nhiệt tên tuổi. Vài lần, cô vướng scandal từ bên thứ ba như mặc váy nhái, sử dụng gương nhái, quảng bá dự án biết coi lừa đảo. Cô chỉ cần im lặng, bỏ mặt, các ồn ào dần lắng xuống, những người hâm mộ tiếp tục quan tâm như chưa từng có gì xảy ra. Gần đây, Ngọc Trinh bày trò lái mô tô tạo dáng nguy hiểm và thả hai tay. Có lẽ, cô định tiếp tục tạo tranh cãi vừa và nhỏ như thường lệ, không ngờ vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thế, từ khi Ngọc Trinh xuất hiện, hai câu hỏi được bàn tán nhiều nhất nhưng khó thể trả lời thỏa đáng gồm: Ngọc Trinh kiếm tiền ở đâu mà giàu thế và Ngọc Trinh tồn tại trong showbiz với tư cách gì? Người ta có thể mỏi mắt tìm xem những đóng góp thực sự của cô trong showbiz vốn hay ồn ào nhưng lại dễ dàng liệt kê ra những tai tiếng, hình tượng đôi khi là xấu xí và độc hại, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến lối sống của một bộ phận người trẻ sự tồn tại của Ngọc Trinh trong nền giải trí gần 20 năm cùng những khán giả luôn thích sự tò mò cho thấy họ quá dễ dãi, nhận thức chưa đầy đủ, thậm chí trực tiếp và gián tiếp nuôi sống cô. Doanh số bán hàng, các xe quảng cáo và dự sự kiện, 6,8 triệu người theo dõi TikTok, 3,1 triệu người theo dõi Facebook cá nhân, 5,9 triệu người theo dõi Fanpage và 6 triệu người theo dõi Instagram của Ngọc Trinh là những con số biết nói, Ngọc Trinh trở thành người nổi tiếng hiếm hoi thụ hưởng quyền lợi mà không chịu trách nhiệm đối với cộng đồng. Cô làm bất cứ điều gì mình thích, thỉnh thoảng làm từ thiện như một cách bổ khuyết, Tô Hồng, hình tượng công chúng mình bỏ công gây dựng, Việc Ngọc Trinh khởi tố, bị bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng chưa hẳn là dấu chấm hết xong đến lúc cần xem xét cô này tồn tại trong showbiz với vai trò nào. Đóng góp gì, hoặc chí ít đã đến lúc câu nói kinh điển của cô em đẹp, em có quyền, hết hạn sử dụng. Ngọc Trinh vẫn đẹp nhưng không có quyền như cô ảo tưởng.